Trúc Trương và Thao Trang xin mến chào quý vị trở lại với chương trình Tâm sự Địa ốc của chúng tôi. Nếu như mà quý vị khách hàng nào mà có nhu cầu về mua bán nhà, các cơ sở thương mại, những căn income properties, những căn condo, townhouse hay hoặc là vacant land, xin đừng ngần ngại gọi cho Trúc Trương hoặc Thông Trần tại 714-717-3691. 714-717-3691. Chủ trương của Thông Trần và Trúc Trương uy tín, tận tâm, nhanh chóng, nhất là mang sự hài lòng và an tâm cho quý vị. Trúc Trương và Thông Trần lúc nào cũng có cái giá list nhà với lệ phí rất là thấp cho đồng hương của chúng mình nhé, quý vị. Chúng tôi là Real Estate Brokers, làm việc 6 quận của miền Nam California, đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Nếu như mà quý vị có nhu cầu, cứ liên lạc với chúng tôi 24/24, 7 ngày một tuần, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nha quý vị nha. Để trở lại với cái chủ đề của ngày hôm nay, thì Trúc Trương và Thông Trần sẽ gửi đến quý vị một cái chủ đề khá là hấp dẫn quý vị nha. Đó là tình hình địa ốc tại California cực hot. Tại lý do là tại sao quý vị biết không nè? Mấy bữa nay thì ai cũng coi tin tức, đúng không? Tin tức từ cả đài Mỹ, đài Việt Nam, TV, radio hay kể cả bây giờ họ đều post trên gọi là YouTube luôn. Thành ra khắp nơi đều biết hết chứ không phải chỉ là cái khu mà vòng vòng ở Cali hay là khu Việt Nam không đâu. Giờ cả bên Việt Nam hay hoặc những nước khác mà có người Việt mình sinh sống họ cũng coi YouTube hết rồi, có nghĩa là tin tức. Ngoài cái chuyện họ post ở trên cái channel của giống như là cái đài TV của nước Mỹ mà cái YouTube thì nó sẽ đi khắp nơi, khắp nơi trên thế giới luôn. Thành ra là ai cũng sẽ biết cái tình hình hiện tại của Mỹ tại California, thậm chí ngay tại quận Cam của người Việt luôn. Thì thật sự hot thiệt quý vị, hot rất là hot luôn, có nghĩa là rất là nóng bỏng luôn. Cái lý do là cái interest rate đang từ từ đi lên mà nhà vẫn còn có người đi mua mà vẫn phải cạnh tranh nhau thì mới lấy được cái căn nhà. Thì quý vị thấy có phải là quá nóng bỏng, quá nóng hổi luôn. Thì thật sự hiện tại thì Trúc Trương thấy mấy hôm nay, coi như mấy tuần nay rồi đó, là cái interest rate, có nghĩa là cái phân lời đó đã trên dưới 7 chấm rồi, chứ không có còn thấp nữa. Cái tình hình lạm phát lại trở lại khá cao. Chính vì vậy mà thay vì chính phủ họ nói là sang năm 2024, đúng không? Họ phải cho cái phân lợi nó đi xuống 2-3 lần trong năm. Nhưng mà bây giờ chưa thấy tới tháng 4, coi như gần nửa năm rồi hả? Mà thấy không xuống quý vị, mà lại đi lên quý vị nha. Mà họ thì nói nhấn mạnh là đầu năm nay họ nói là bắt đầu khoảng tháng 5, tháng 6 là họ bắt đầu là giảm tiền lời đó. Nhưng mà tự nhiên tháng 3, tháng 4 bắt đầu cuối tháng 3 ha, từ lúc tháng 3 lạm phát lại lên. Rồi mấy nhà băng nghe tin tức là vị chữ liên bang không có giảm tiền lời thì họ lập tức họ tự động là tăng lên tiền lời luôn, lên nữa. Cho thường thường á, họ nghĩ đó, ok, ví dụ nè, trước đầu năm đúng không, họ nói là vị chữ liên bang là tháng 5, tháng 6 rớt, thì họ nghĩ thế nào cũng phải rớt, thì họ giảm giá trước để họ lấy khách. Rồi sau đó, nhất là mấy những lender, private lender, mấy những lender nhỏ nhỏ thì nó fund đi, là cái tiền đó là người ta bán đi liền, thì nó thấy cái giờ hiện tại mình chẳng nào mình rớt được nửa chấm hơn là cái Fed cho, thì mình có thể lấy cái chính sách đó là xong mình bán là thì cũng có cái nhà băng lớn nó mua lại. Nhưng đến tháng 3 đầu giữa tháng 2 đầu thấy lạm phát đầu lên thành rồi quỹ dự trữ liên bang họp cũng là 3 lần rồi, thì họ thấy là họ không biết là nhất định là tháng nào nữa, mà họ nói là cái điều này lạm phát kiểu như vậy là không khó biết nhất định là tháng nào, họ nói là trong vòng năm nay. Nhưng hiện tại á, những người đầu tư luôn, những người stock, những cái company đầu năm thì người ta nói là ta muốn là lạm phát tiền lời xuống để ta mượn nợ thêm ta bành trướng này nọ. Nhưng bây giờ lạm phát nó lên, người ta sợ là
nếu vị chữ liên bang mà đưa tiền lời mà xuống nữa là tình hình economic cũng như là economic đó cái là kinh tế, là kinh tế đó nó sẽ bị crash. Nên bây giờ thậm chí những người đầu tư đó vẫn không muốn hủy chữ giữ liên bang giảm tiền lời năm nay luôn. Bởi vì mấy bữa nay quý vị người nào mà Thông muốn chơi stock nha, thì Thông cũng có nhiều bạn chơi stock lắm, thì nổi cái việc nổi là hai tuần nay thôi, cái mà quỹ dự trữ liên bang mà nói là nó không nhấn mạnh là không biết thời gian nào để họ giảm tiền lời, nhưng mà tăng thì họ không biết nha, nhưng mà giảm thì họ nói là họ không biết thời gian. Nên hai tuần nay hình như từng mấy nay stock cũng xuống trên cả ngàn điểm rồi, bởi vì mắc cũng ngang cả ngàn điểm rồi đó. Có nghĩa, có nghĩa là bây giờ giữa tháng 4 rồi, cũng gần nửa năm đúng không? Giữa tháng 4 rồi, tháng 5, 6, 6 tới là nửa năm. Thì có nghĩa là mình cứ trong cái đầu óc mình cứ suy nghĩ đi, còn có nửa năm mà không thể nào mà nó có nhiều thay đổi. Có nghĩa là mình chưa chắc gì trong cái năm nay là phân lời nó đi xuống đúng không nè. Thì mình theo chút Trương thấy đó. Theo ở đây chúng Trương thấy một cái coi như cái trang web Zillow đó, thì họ đưa ra một cái con số hiện tại là tại miền Nam California đó, trung bình cái giá nhà trung bình đó nha, là khoảng 870 rồi, 870 trung bình của miền Nam California thôi, chứ chưa nói là nguyên toàn tiểu bang Cali quý vị, là 870 ha, thì nó tăng 9% so với năm ngoái, thấy không? Cái trị giá nhà đó là so với năm ngoái là khoảng 9%. Thì trong khi đó đó, thì năm ngoái 2023 đó, thì Trúc Trương lại thấy ở một cái trang khác của ở bên địa ốc á, thì họ có đưa ra của trong Stackboard đó, họ đưa ra những trang web khác á, thì họ nói năm 2023 đó, trung bình một cái căn nhà của tiểu bang California nha, chứ không phải miền Nam, họ nói nguyên tiểu bang California trung bình chỉ giá 814.000 một căn nhà, đúng không? Đó, 814.000 thì cái giá này là trung bình. Rồi, nếu như một cái người mua cái giá nhà 814.000 đó mà họ down 20% down nè, họ có điểm tín dụng tốt đó, đang nói là những người điểm tín dụng tốt trở lên nha quý vị ha. Rồi họ đi 30 năm đúng không? Với phân lời là khoảng 6.7 đi, thì là cái tiền hàng tháng họ phải trả, họ cũng tính luôn property tax, insurance luôn, đó là khoảng trả gần 4.200 một tháng nha, cho căn nhà 814.000 đó. Thì so với một cái người mà mua cái căn nhà đó thì cái income đúng không? Thường mà mình mượn loan thì cái income của năm 2023 thôi nha, là họ nói phải cái income là phải 204.000 mới qualify cho cái căn nhà 814.000 down 20% với phân lời là 6.7. Đó là của năm 2023. Thì quý vị so sánh với năm nay đi, nó nhảy lên cái trung bình của miền Nam California là 807 đúng không? Hồi nãy 806 mấy mình nói chẳng là 807 đi. Đó thì quý vị nghĩ là cái income của mình phải tăng lên nữa. 202, 203. Thấy không? Thì có nghĩa quý vị thấy kinh khủng không? Đó. Bây giờ bây giờ là cắt ngang cái mỗi lần mà khách Thông mà gọi tới nói mình là địa ốc đúng không? Thì trước khi mình dặn người nào hay tìm nhà một người nào đó thì mình phải biết sơ sơ là mình phải biết tính toán, là mình biết sơ sơ là income của mình là nó bao nhiêu, down bao nhiêu, là mình mới biết là mình tìm nhà người ta. Hỏi thường thường người Việt Nam mình ngộ lắm quý vị. Người Mỹ hỏi anh ta mua nhà, mình hỏi anh ta ta sẽ chuẩn bị sẵn nè. Sao chuẩn bị sẵn hay người ta nói cho mình luôn. Còn Việt Nam mình úp mà ở mà phải nói sao lời mình mới biết. Nó tôi làm cao lắm, lương tôi làm cao lắm, làm cao lắm. Cứ nói chính cao không biết cao. 70.000, 200.000, cao lắm. Mà đòi mua nhà 1 triệu, đau 20%. Rất là khó. Đây, như bây giờ Trúc Trương thấy nè, không? Bây giờ mình đi ra income trung bình đi, của họ nói là mấy người Mỹ trắng á, white American á, thì là cái income trung bình của họ một năm 103.000, cho là 104.000 đi. Ha?
Rồi cái người mà Asian mình quý vị, Asian mình trong cũng trong mấy người Asian đây 121.000. So với người Mỹ trắng một có 104.000 in trung bình income một năm á. Rồi những người Hispanic á là khoảng 76.000 năm. Mà những người coi như là Hispanic với Latinos á là 76.000 năm, mà những người mà da màu á là khoảng 64.000 một năm thôi. Đó, thì 64.000 mình nghĩ mình lấy cái income thấp nhất 64.000 mà cho cái căn nhà 814.000 hồi nãy Trúc Trương nói đó, mà income tới 200 mấy lận, đúng không? Bây giờ hiện tại là đó, lên luôn, chỉ giá lên nữa rồi, nghĩa là 230 là có nghĩa họ đâu có mua nổi, condo cũng chưa có dám ngắm nghía tới nữa, condo cũng không được nữa, đúng không? Condo cũng không được nữa, tại income họ bị gấp tới 3 lần rồi. Có nghĩa là họ chỉ mua được 400, 300 mấy đến 400 thôi, mà đã hao 200. Nếu mà income của họ được 700, chừng 300 mấy, chưa đến 400 nữa. Mà bây giờ với nhà cửa ở California đâu có chỗ nào mà 300, 400 nữa đâu. Đúng rồi. Đó quý vị thấy mà hơn là Asian mình cái income khá cao hơn, đúng không? Hơn người Mỹ trắng hiện tại luôn. Mà bây giờ họ nói cái tình hình nhà tại Cali đó, phần lớn là do, cái lý do là do những người cash buyer, là những người mua nhà bằng tiền mặt á, họ làm cho cái giá trị căn nhà nó tăng cao, đó, nó làm cho những người đi loan coi như chết dở. Nói ra thiệt là Á Châu mình cộng với người Việt Nam mình nó là phá giá đó, vì chứ Mỹ mà không, hình như là 100 người chỉ có, hình như hiếm người, hầu như từ xưa giờ tôi không làm với Mỹ với lại các dân tộc khác, hình như chưa có người nào mà lấy tiền mua ốp căn nhà, vì họ đao trung bình nhiều lắm, không thấy nhiều lắm là 60% mà, chứ không ốp nữa. Mà chỉ có Việt Nam mình đó là Á Châu, Chinese của Việt Nam mình đó là tiền mặt đâu ốp để dành, mình để dành. Á Châu mình cần kiệm để dành, đúng không quý vị? Thành ra mình mới có tiền dư, mình đau nhiều thôi, hoặc mình mua pay off luôn, mua cash luôn ha. Cash offer là coi như the best, the king á ha. Cash offer là king bây luôn. Giờ cash cũng không là king. Giờ người nào mà offer cao là the king, chứ không cash không có, không hưởng lợi king nữa. Bây giờ như chú Trương nói lúc đầu đó, interest rate bây giờ đã trên là 7 chấm rồi, đúng không? Thì theo cái ở đây họ cho thấy nè, 90% những người đang có mortgage loan ở đây, home mortgage trên đây á, là có phần lời dưới 6 chấm, 90%. Là lúc cái thời mà như chú Trương và Thông Trần thường nói, cái thời gian mà Covid á, là cái lúc thời gian Covid cái phân lời nó xuống thấp đó, quý vị nhớ không? Thì thành ra là người ta lo, ta mua lúc đó hết rồi, người ta refinance hết rồi, thành ra giờ mình nghe 90% không gì lạ, đúng không? 90% là dưới 6 chấm, đúng không? Thì nói là dưới 6 chấm chứ thật ra là dưới 4 chấm luôn. Bởi vì thời điểm đó thì thống nhắc lại, bởi vì tại sao cái nhà cửa bây giờ vẫn còn lên hoài, không nghĩ là nó chỉ dừng mà lên thôi chứ không xuống nữa. Tại vì 90% những người đó người ta không chịu bán nhà, chỉ còn là 10% họ cao đó, họ có thể mua bán này, bán căn này, mua bán căn nhỏ, mua con lớn, bán con lớn mua nhỏ, tại tiền lời người ta cao thì người ta cũng switch cũng không sao. Còn những người mà tiền lời như thông thường nói, những quy đồ các những người tiền lời mà hai chấm mấy á, bây giờ họ switch một cái căn nhà tiền lời bây giờ lên gấp 3 lần luôn rồi, nên họ không muốn switch. Bởi vì hiện tại nếu mà theo không cảm giác mà nếu trở lại bình thường, ít nhất chắc cũng phải 10 năm sau bắt đầu những người đó bị kinh tế, hay là người đó già, hay người đó đẻ con, hay mua những quan khác, thì ta mua tới chút xíu xíu thì nó tăng lên, thì cái nhà cửa nó sẽ lên, thì nhà cửa nó mới có thể là hạ nhiệt thôi. Chứ bây giờ Thông nghĩ là những 90% đó, mà những người đó mà không chịu nhúc nhích là nhà cửa không có cơ hội nữa các bạn. Thì cái đó là những cái tin tức Trúc Trương và Thông Trần đưa ra. Còn bây giờ cái phần này thì Trúc Trương và Thông Trần muốn chia sẻ là cái tình hình thực tế ha, thực tế của những khách hàng hiện tại. Hiện tại thì quý vị thấy cứ nói là phân lời nó lên cao, mà nhà nó vẫn là
là mua nhà vẫn đắt đỏ, là lý do như chú Trương nói tới nói lui, ngoài cái khu vực này nó không có đủ nhà để khách hàng đi mua. Thành ra coi như là bây giờ đó, những người buyer coi như không cần biết tới cái chuyện mà phân lời nữa. Họ coi giống như bị chai lì rồi quý vị, cứ cao như vậy hoài, chai lì họ cần họ vẫn mua, rồi sau đó refinance sao. Chính những cái tin tức ở đây họ cũng nói mà giờ tâm lý của buyer họ cần là họ có mua đi, rồi xong họ nghĩ refinance sau này. Chứ giờ nhà cần quá rồi, đi mướn nhà cũng quá cao rồi, đúng không? Cũng vậy thôi, bây giờ đi mua rồi refinance lại trong cái tương lai, tại phân lời chắc chắn là phải đi xuống rồi, nhưng mà không có biết là năm tới, năm kia, năm kìa. Nhưng mà ít ra họ cần cái chỗ ở trước đã, thành ra là họ vẫn mua theo cái khả năng của họ, thì là một cái vấn đề an toàn, đúng không? Chứ giờ mình cứ có một số khách hàng cứ nghĩ là bây giờ cái phân lời đang cao nha, chắc giờ đi tìm nhà, đi mua nhà đó phải trả xuống thật nhiều nha, trả 100.000 đi, 200.000 đi, chứ chắc lấy được nha quý vị. Tại vì nhà bây giờ mình không mua, người khác mua, vậy thôi, mình không mua, người khác sẽ lụm liền căn đó. Nếu mà quý vị nào mà cái căn nhà của người ta hiện tại, không nói chuyện lại năm quận cao thi của thông trần của Trúc Chương làm nha, mà suy nghĩ mà nếu cái căn nhà đó mình ta để trên fair market, mà cứ nghĩ là trong tâm trí của mình mà trả xuống đến 30.000, 500.000, thì quý vị đừng có nên bỏ thời gian đi ra ngoài mua nữa. Tại vì bây giờ á, fair market là quý vị lấy được mà giá mà tương đối trên thị trường là quý vị cũng một loại là may mắn rồi, chứ không đừng suy nghĩ là đeo xuống. Với lại thì không nhắc lại quý vị, Thông cũng keep track từ 2023, đầu 2023 đến hiện tại bây giờ, quý vị tiền lời á nó lên đến 7 chấm á, nó đụng đến 7 chấm 3 lần. Mà mỗi lần á mà lên 7 chấm á thì nhà cửa nó đứng thôi, không lên, thì người mua không ít. Mà lúc đó thì người mua á thì người ta mua đúng giá của người ta list, ta không cần trả lời. Mà đến hồi á mà nhà tiền lời mà nó xuống chứ bằng 6 chấm hay 6.2 á, đầu á thì bà con lại đổ ra lại mua, thì nhà lại lên tiếp. rồi xong rồi đó, hiện tại bây giờ nè lên lại 7 chấm. Giờ hiện tại nha, không nói chuyện này, bà con đang ngừng thì nhà nó không lên. Nếu mà quý vị mà nghĩ mà quý vị không mua bây giờ này, không xúi quý vị nha, không có nói nhà thì không, chỉ nói cho quý vị là hiện tại tình hình hiện tại Thông với Trúc là nếu quý vị nào cứ nghĩ là mình phải bắt buộc mua năm này, trong vòng năm này, thì quý vị cứ mua đi. Hiện tại là cái thời này nè, quý vị mua đó đúng giá thị trường á, quý vị không cần đấu với người ta. Tại vì hiện tại 7 chấm bắt đầu người mua á, người ta thụt da lại, bớt người rồi, nên không cần đấu đá. Mà quý vị mà đợi thêm 1 tháng, 2 tháng, cái ví dụ đi, Thông nghĩ là tháng 6 nó không xuống, tiền lời có thể là tháng 9. Nếu quý vị tháng 8, tháng 9 mà nó mà tiền lời bắt đầu xuống, đầu bà con lại ra nữa, nhà lại lên nữa nha quý vị. Thì theo không nhìn cả trong vòng cả năm rưỡi nay, đầu năm 2003 đến hiện tại bây giờ là cái trend nó đi y chang vậy đó. Thì có nghĩa là giống như là hiện tại quý vị, thí dụ như quý vị đi mua thì không có nhiều cạnh tranh, thứ nhất. Cái thứ hai, đôi khi mình thương lượng với nhiều người chủ nhà nó dễ hơn. Giống như hiện tại mà lúc cái thời gian mà mấy tuần trước, coi như tháng trước đi, nó phân lợi thấp, cái nhà vẫn còn có giá trị. Rồi mình đi bây giờ, thậm chí đi offer nhà giờ cũng đòi hỏi home warranty, đòi hỏi thơ mai cái gì, họ counter lại, họ cũng gạt bỏ hết của mình. Khi mình offer mình để nhiều khi cái home warranty có mấy trăm bạc, nhiều khi cái nhà gần cả triệu, đúng không? 800-900 gần triệu, mình xin có 700-800 tiền home warranty, hay nhiều khi 650 thôi à, standard thôi, mà họ cũng no home warranty, no termite, no nothing, không có repair, so as is, không làm gì hết quý vị ơi. Bây giờ thấy không? Thì thí dụ như cái thời điểm đó thì họ không muốn làm gì hết. Nhưng biết đâu thời điểm này bây giờ phân lợi đang cao thì họ cũng nhượng bộ một chút. Thí dụ như mình deal được ok có home warranty, hay hoặc là
đại khái ví dụ giúp đỡ lâu sinh khó sẽ gì, tùy cái lúc mình nó lên cao mà họ bán cũng được kìa, chứ còn mới bắt đầu cao thôi, họ chưa có ấy đâu. Thí dụ cao thêm vài tháng nữa thì bắt đầu sẽ thấy cái tình hình là người ta sẽ đứng, người ta không mua, tại mới có 1-2 tuần nay thôi, nó mới cao 1-2 tuần nay là người ta vẫn còn đi mua. Nhưng nếu sâu vô trong vài tháng nữa mà cảm giác mà phân lời nó không xuống á, thì người mua người ta mới ngưng lại, thì lúc đó đó thì dễ thương lượng với cái người chủ nhà hơn. Chứ hiện tại Dương thấy mua gì đâu mà nhiều căn nhà thấy hư hại tùm lum, mình đòi cái home warranty thôi cũng không cho nữa, là thấy coi rồi. Không? Bây giờ mình cũng khó khăn không lắm. Nói lại cho quý vị ở real estate thôi nha. Năm ngoái nha, năm 2003 tháng 6 thông dẫn một người khách đi mua nhà new builder đó nha. Họ có những tuần họ drop xuống cả 50.000, rồi xong họ vô họ closing cost họ cho đến 30.000 nữa nha quý vị, là tổng cộng đến 80.000 quý vị mua một cái căn nhà mới, họ drop họ cho này họ credit quý vị tổng cộng 80.000. Hiện tại bây giờ thông dẫn một người khách đi riverside nha, những cái builder nha, mà giờ build là ít hơn đó nha, mà mỗi cái new phase mà come out á, cái tết tiếp á, họ tăng đến 10-30% đúng, 10.000 đến 30.000 đúng đó quý vị. Đó nghĩa là bây giờ họ không khe luôn, là phải mình phải ghi vô, mình phải quay list nữa hiện tại bây giờ đó chứ. Họ không có build ra nhiều, chỉ build một số căn nào đó thôi, rồi mỗi lần tới họ nói ô sold out rồi. Trong khi đó mình cũng trong cái list mà nó sold out mà giá lên chứ không phải là họ không cho luôn. Bởi vậy quý vị, bởi vì không nói chứ quý vị, là hiện tại giá nhà là nó lên thôi chứ không xuống. Quý vị không ngắn lại thêm rằng quý vị mà có khả năng mua được thì cứ mua đi, đừng cứ nghĩ à tôi phải đợi vậy. Có một cái thông cũng nên say sorry quý vị, thông thường nói quý vị đó, cái gì lên nó cũng xuống đúng không? Hồi xưa lúc thường này thông nói cái đó là chỉ áp dụng trước khi COVID thôi quý vị, bây giờ after COVID thấy lên ngoài nghe nó lên ngoài thông cảm giác giống như là cái lời nó không nói là sai, là quý vị đừng có tin thông nên đừng nghe là đừng nghĩ là không, mà lúc đó thì người nào cũng vậy. Mà bây giờ thông nói là không sorry quý vị, là thông chứng minh quý vị là bây giờ nó tình hình bây giờ nói tóm lại là bây giờ không phải 1+1=2 nữa, nó 2, bằng nó 4, bằng bao 5. Nhiêu mấy cũng được, cái đó nó 1, cũng 4, có 5, nó cũng có thể xảy ra hết. Thành ra nó không có một cái formula, một cái công thức nào chính xác là 1+1=2 nha quý vị nha. Quý vị muốn cho nó là 3, 4, 5, 10 gì nó cũng xảy ra hết. Thành ra đừng có suy nghĩ là nó như vậy là như vậy, nó thậm thay đổi hết rồi. Thông nói với quý vị nha, có những cái listing của thông họ năm ngoái, thông list nhà bán hoài, chủ đưa ra bán hoài không được, năm nay list lại bán cao hơn cái đó mà người ta, trong cái đó cái rate cao hơn, rate hơn mà họ offer vô cao hơn, năng nỉ thêm 20.000 nữa. Thì đó là cái mặt hiện tại là chút trương mà thông trần giống như thấy được từ cái người khách hàng của mình. Nhưng mà trong đó cũng có một cái vấn đề là chút trương thông trần đi dự một cái event đúng không? Những cái buổi training event của những cái lender khác, những cái văn phòng làm loan đó quý vị ha. Nhiều người người ta họp lại tổ chức ra một cái buổi đó, event cho những agent, những người làm loan hay bất cứ những người trong ngành real estate tới tham dự, giống như chia sẻ kinh nghiệm với cái tình hình hiện tại như thế nào. Thì mình thấy không, có một số lender thì họ nói là họ thấy được là cái tình hình foreclose thì chưa foreclose, nhưng mà vậy cái tình hình mà những người bị trả trễ ít nhất 3 tháng bây giờ đang tăng cao, đúng không? Đó, trả tiền mortgage đó, tiền hàng tháng đó quý vị, trễ ít nhất là 3 tháng đang tăng, cái số lượng mà người trả trễ đó đó đang tăng cao. Chứ chưa nói tới cái chuyện foreclose, tại vì có thể là chỉ là một số lender đó thôi, chứ mình chưa biết, tại vì theo cái thống kê của Hiệp hội Địa ốc thì mình chưa thấy có một cái thống kê nói là đang bị foreclose hay gì, không có. Nhưng mà cái vấn đề trả trễ ha, thì là thấy có rồi đó. Có foreclose là có những cái căn mấy cái tiểu bang khác bị cũng giống như là bị bão lụt ảo này nọ, giống như là thiên tai Florida đó, thiên tai nhiều khu đó là cũng như mà bảo hiểm ao mà không chịu bán nữa, là nhà cửa bây giờ
con kỳ rồi là lũ lụt tàn phá hết, nên khu đó là người ta không không muốn trở lại nữa. Thì những cái căn nhà của khu đó bị đang hiện tại bị foreclose, thì thông nói thông nhắn không không thông nhắn nhưng mà nói chung á là foreclose Chưa. hiện tại là chưa có, chỉ những khu mà nó rất là tệ hại, bị bão tố này nọ thì người ta không muốn sống thì foreclose những cái đó là bọn cậu. Thì như Thông Trần đang nói tới bảo hiểm thì sẵn đó chút chương trình chớp qua cái vấn đề bảo hiểm nhà quý vị. Những quý vị nào mà mới bắt đầu đang mua nhà thì đừng có suy nghĩ lo lắng là ôi tại sao bây giờ đi shop bảo hiểm không có. Đúng vậy, bảo hiểm Cali bây giờ rất là khó. Thật ra có đó nhưng mà cũng có mà nó mắc thôi quý vị. Thành ra mình cứ chịu chịu khó đi, chịu khó cái năm đầu là cứ cái chỗ nào nó nhận mình có shop thì cũng vậy thôi, mặc dầu nó chênh lệch nhau không có nhiều đâu, nhưng mà thí dụ như có cái chỗ nào nó accept mình đó thì mình cứ mua, tại để mình làm xong cái loan rồi trong cái thời gian đó năm tới mình đi shop around tìm những cái hãng khác nó giống như là nó vừa túi tiền mình hơn, chứ hiện tại là rất là khó nha quý vị, mình phải lo mình đóng cái hồ sơ trước đã. Với lại thông mà bổ sung thêm cho quý vị nữa, nếu quý vị nào mà có căn nhà đang bị trục trặc lít này nọ, hay là những cái quý vị mà có tiền được quý vị tự sửa tốt hơn nha quý vị. Quý vị đừng có lem vô bảo hiểm, quý vị càng lem bảo hiểm là quý, có những cái nhà bảo hiểm người ta không bán luôn nữa đâu quý Đúng đúng rồi, vị. tại vì Trúc Trương có thấy mấy bữa nay Trúc Trương thấy có nhiều người đặt câu hỏi ở trên Facebook á, giống như là hỏi những người Facebook fans rồi đó, nói ở kinh nghiệm là bây giờ ở nhà bị hư vậy có nên đi claim bảo hiểm hay không. Thì thật sự ra nếu như mà đúng trước đó thì đôi khi có nhiều cái nặng quá người ta không có tiền sửa người ta claim bảo hiểm thì cái chuyện đó bình thường, rồi mai mốt nó lên bảo hiểm thì nó cũng lên chút đỉnh thôi, là cái thời điểm bình thường thôi quý vị. Nhưng cái thời điểm này mà mình mà claim bảo hiểm như vậy đó mà sửa nhiều tiền thì tới hồi mà năm sau mà mình renew á là họ không bán luôn, lúc đó mình chới giới nha, chứ không phải là mình mua bảo hiểm để làm gì. Nhiều người Trúc Trương thấy đặt câu hỏi ở trong đó họ nói đúng là tự nhiên mình mua bảo hiểm để làm gì, để lúc xảy ra chuyện để họ đền, chứ tại sao mình không kêu họ đền mà mình phải bỏ tiền ra sửa, là lúc cái thời điểm bình thường, những thời điểm đang nhà Cali đang hot rừng rực nha, hot rực rực vậy thì mình không có nên dùng cái cách đó để mình ấy. Là có nhiều người không mua mua bảo hiểm được, không tìm ra bảo hiểm họ cancel mình luôn á. Đây, không nói sâu thêm chút nữa cho quý vị nha. Đây, nếu quý vị nào mà mua nhà vẫn còn payment, vẫn còn mượn nợ loan, mà quý vị lem vậy mà Không có bảo bảo hiểm. hiểm nào không khó không bán, quý vị là quý vị có thể bị nhà băng đó bắt buộc quý vị phải trả luôn in full đó. Tại vì lúc quý vị mua nhà đó, nó nói là quý vị phải mua bảo hiểm căn nhà đó, Bắt buộc mà phải có. quý vị mà không có bảo hiểm là nó thể bắt buộc quý vị phải trả, hoặc là quý vị không trả là nó foreclose. Tại trong cái lúc mình mua nhà mình đã ký vô rồi. Đó thành ra là thôi để từ từ, ví dụ những cái minor, những cái nhỏ nhặt cũng đừng claim bảo hiểm, mình chịu khó mình bỏ tiền ra mình sửa. Hay hoặc là Mỹ, mấy người khách mà bản xứ nó Mỹ trắng thì Trúc Trương thấy rằng vậy nè, họ họ cũng hay lắm. Mình thì mình không có dám mua home warranty, chứ thật ra cái home warranty vẫn có lợi lắm, một Đúng rồi, năm không có bao nhiêu tiền hết á, đúng rồi, nói đến hoa rồi đi, có mấy trăm thời à. buổi này quý vị À, nên nên mua mua, nên mua, home warranty nên đúng mua, không, đúng rồi. nhiều khi hư lặt vặt dòi nước hay rỉ riết gì đó, nhiều cái là họ tới họ sửa, phi nếu tùy theo cái lúc mà mình mua mình cover cái gì mình nói rõ ràng ra đó, thì cái thay vì mình phải claim bảo hiểm, tại có nhiều cái home warranty cover luôn cái roof á, chút chứ ngồi trước mua cho những người mà khách hàng đó tự nhiên về cái ở chừng một vài tháng cái tự nhiên nó bị cái roof nó bị lít á, nó rồi nó nước nó đọng xuống cái là bảo hiểm. À, không phải home warranty họ tới họ thay cái chỗ đó, không phải họ thay nguyên mấy nhà thì cái đó quá mức, thì họ họ sửa cái chỗ đó cho mình, chứ không mình mướn người ta sửa cũng tốn tiền, Bây giờ thành đó ra nên home warranty. thì hiện là bây giờ không nói lại, home warranty bây giờ rất là quan trọng. Quý vị cứ mua đi, đợi chứng trên trường hợp bình thường á là quý vị cancel. Hiện tại hai cái chính quý vị nên mua home warranty là cái roof nhà
khi với cái máy lạnh, cái AC á, cũng hiện được. Tại năm nay mưa nhiều nha quý vị, gió bão nhiều. Ừ. Đó, cái thứ nhì á, là cái plumbing, là cái ống cống á, quý vị mua hai cái đó đi, chắc chắn là lúc cái... bị tại mình mua hôm qua thì là mình lựa chọn được cái phần nào mình mua nữa được. Nhưng mà có nhiều hãng theo chút chương biết đó, cái plumbing nhiều cái hôm qua nó không cover. Ừ. Đó, nó đa không cover. Nếu mà quý vị có được cái bảo hiểm nào mà bán được đó, cứ mua nha quý vị. Nó không cover. Ừ. Nhưng mà máy lạnh đâu nữa quý vị, nên cover máy lạnh. Thường chút chương mua cho khách hàng ấy, chút chương hay để cái roof với lại cái AC đó, nhiều khi cái máy lạnh cái sửa cũng tốn tiền. Ừ. Nhiều khi nó hư đó. Đó, thì là cái đó những cái gì mà kinh nghiệm của Trúc Trương và Thông Trần chia sẻ cho quý vị của ngày hôm nay. Tại lâu rồi không nói về tin tức hay tình hình địa ốc nha quý vị. Hôm nay nói hơi dài đúng không nè. Nhưng mà cái đó những cái đó là những cái quan trọng, những cái hữu ích để gửi đến cho quý vị coi như là khách hàng của Trúc Trương và Thông Trần. Thì chúng tôi xin cảm ơn, cũng như là chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Thì Thông nói lại là những cái đó là những cái quan trọng nhất là quý vị nên làm để tránh cho cái chuyện gì mà nó out control, không còn trong một bàn tay của mình nữa. Thì rất là quan trọng nha quý vị. Thì Thông cũng chúc quý vị có một ngày niềm vui và nhiều hạnh phúc với gia đình, và chúc quý vị có nhiều may mắn.